công ty vật liệu Titan hân hạnh tài trợ video này. Công ty vật liệu Titan chuyên kinh doanh inox, nhôm, đồng, titan, niken, thép và các loại hợp kim khác. Chúng tôi chuyên cung cấp cho các công ty gia công cơ khí chính xác và các dự án trọng điểm tại Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Trong lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc, Khổng Tử và học thuyết nho học của ông, hay còn gọi là Đạo Khổng, đóng góp rất lớn cho nền văn hóa và sự phát triển của Trung Quốc. Không những vậy, nó còn ảnh hưởng từ các quốc gia xung quanh như Việt Nam, Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, nhiều ý kiến cho rằng Nho giáo đã chính là thứ kéo lùi Trung Quốc so với phương Tây. Hàng vạn câu hỏi tranh cãi được đặt ra, như là tại sao Nho giáo có thể kéo dài lâu tới vậy? Tại sao người Trung Quốc lại chọn nó, vân vân và vân vân. Vậy có đúng là Nho giáo đã kéo lùi Trung Quốc không? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Khổng Tử, người thầy của muôn đời. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng khái quát lại những nội dung chính của Khổng giáo. Tư tưởng đạo đức của Khổng Tử là tổng hợp các nội dung tư tưởng về vai trò của đạo đức, về các quan hệ đạo đức và các chuẩn mực đạo đức cơ bản. Khổng Tử cho rằng, dòng xã hội có 5 mối quan hệ đạo đức cơ bản, gọi là ngũ luân, bao gồm mối quan hệ vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em và bạn bè. Vào thời của mình, Khổng Tử đề cập tới những mối quan hệ và các tiêu chuẩn này, song ông nhấn mạnh nhiều hơn tới quan hệ vua tôi và cha con. Ông cũng cho rằng, để thực hiện tốt các quan hệ đạo đức trên, con người cần phải lấy các chuẩn mực đạo đức nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, trung, dũng. Các chuẩn mực đạo đức này tồn tại trong mối quan hệ tương quan sâu sắc lẫn nhau. Trong đó thì nhân được xem là trung tâm. Nhân có nghĩa là người với người đối xử với nhau trên cơ sở tình yêu thương. Tình thương yêu được cụ thể hóa bằng những nguyên tắc. Cái gì bản thân mình không muốn hoặc người không muốn thì không làm cho người. Cái gì người muốn thì tích tụ lại cho người. Mình muốn đứng vững thì làm cho người khác đứng vững. Mình muốn thành đạt thì giúp đỡ cho người khác thành đạt. Bên cạnh đó, Khổng Tử cũng chú trọng tới việc giáo dục đạo đức cho con người. Ông đã đưa ra những phương pháp giáo dục hết sức tích cực và tiến bộ như phương pháp chính danh, tùy nghi thuyết giáo, nêu gương, v.v. Chính điều này đã làm cho Khổng Tử không những trở thành một nhà tư tưởng kiệt xuất mà còn là một nhà giáo dục vĩ đại, người thầy của muôn đời với những nội dung và đặc điểm như trên. Tư tưởng đạo đức của Khổng Tử có những giá trị như góp phần xây dựng một xã hội có trật tự, có kỷ cương nề nếp từ trên xuống dưới, từ bản thân mỗi cá nhân tới gia đình xã hội, đồng thời hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, không có gì là hoàn hảo cả. Nho giáo cũng có những điểm hạn chế của mình, thể hiện quan điểm duy tâm tiền nhiệm, phiến diện về lịch sử và còn mang dấu ấn đẳng cấp danh phận. Các luận điểm coi Nho giáo là thứ kìm hãm phát triển của Trung Quốc phần nhiều dựa vào những hạn chế này. Trong đó thì luận điểm được dùng nhiều nhất đó là cho rằng hệ tư tưởng Khổng giáo kìm hãm sự phát triển của xã hội Á Đông hay sự chậm chạp của chính quyền phong kiến Trung Quốc trong việc ý thức sự cần thiết của cách mạng tư sản hay thời đại công nghiệp hóa so với phương Tây. Ví dụ, tư tưởng chính danh trong Nho giáo khi bị lạm dụng sẽ gây ra sự kìm hãm tự do nhân cách, hạn chế những sáng kiến mới của con người, làm cho con người luôn ở trong trạng thái nhu thuận, chỉ biết phục tùng theo chủ trương thuật nhi bất tác, tức là chỉ thuật lại mà không sáng tác gì thêm. Nho giáo cũng quá đề cao danh phận. Một mặt, nó giúp cho con người biết phấn đấu vươn lên, giành địa vị cao trong xã hội. Thế nhưng, nếu tư tưởng này bị lạm dụng, thì sẽ khiến cho con người có tư tưởng hám danh, chạy theo danh, theo chức, đến mức quên cả luân thưởng đạo lý. Việc ca trị gắn liền với tam cương ngũ thường, tam tổng tứ đức, chính danh, v.v. vốn được các triều đại phong kiến sử dụng để biện minh cho lối ca trị, cho lối quản lý xã hội một cách tùy tiện, chuyên quyền, thiếu dân chủ. Nhất là khi các cá nhân là các vị vua bạo chúa hoặc có tư chất kém cỏi thường xuất hiện vào thời kỳ suy vong của các triều đại, đã nhiều năm thấm vào hệ thống quyền lực xã hội, các hệ thống giáo dục, vào suy nghĩ và hành xử của con người. Ngày nay vẫn tạo ra nhiều sự vướng mắc và cản trở sự phát triển của xã hội. Vậy nhưng, nếu thực sự Nho giáo có những lỗ hổng chết người như vậy, thì những câu hỏi khác đã được đặt ra. Đó là tại sao hệ tư tưởng Khổng giáo đã được sử dụng ở Trung Quốc và nhiều nước Á Đông khác? Khổng giáo có phải là nguyên nhân kéo lùi sự phát triển của xã hội không? Tại sao Khổng giáo lại tồn tại lâu đời mà khó bị thay đổi trong thời gian dài như vậy?
hãy cùng xem tiếp video để biết nhé. Liều thuốc cho xã hội. Trước hết, hãy cùng đi trả lời câu hỏi đầu tiên. Tại sao hệ tư tưởng Khổng giáo lại được sử dụng ở Trung Quốc và nhiều nước Á Đông? Chúng ta phải đi vào gốc rễ của vấn đề. Đó là sự hình thành và phát triển của một hệ tư tưởng ở một quốc gia hoàn toàn không phụ thuộc vào một cá nhân, một tập thể, kể cả là giới cầm quyền, mà nó phụ thuộc toàn bộ vào con người của dân tộc hay quốc gia đó. Hệ tư tưởng ra đời và được lựa chọn hoàn toàn dựa vào các đặc tính di truyền lâu đời, các truyền thống, các tập tục tác động lên suy nghĩ tư duy của toàn bộ con người trong một dân tộc trong một thời gian rất dài. Có thể tạm gọi là các đặc tính của di truyền, đó là tính chất của dân tộc. Và những tính chất này thì không xuất phát từ một cá nhân hay một tập thể nào, mà phải từ toàn cả một dân tộc, thông qua sự truyền bá kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, có khi mất cả ngàn năm. Các yếu tố thì lại phụ thuộc vào nhân chủng, thời gian ra đời của nền văn minh hay điều kiện địa lý nơi dân tộc đó sinh sống. Vì lẽ đó, tính chất của một dân tộc không giống nhau hoàn toàn ở các dân tộc khác biệt về nhân chủng và địa lý. Các nền văn minh phương Tây không thể có các đặc điểm trong văn minh lúa nước như các nước Á Đông. Một hệ tư tưởng ra đời nhờ vào tính chất của dân tộc được sử dụng khi thích hợp hoàn hảo với tính chất của dân tộc đó. Không thể ép một hệ tư tưởng do một cá nhân hay tập thể cho rằng là sáng suốt cho cả một dân tộc sử dụng, nếu không phù hợp với tính chất của dân tộc đó cũng như thời điểm lịch sử. Tóm lại, việc một hệ tư tưởng được sử dụng ở một quốc gia, nó phụ thuộc vào tính phù hợp hơn là tính đúng sai, vốn đã không có hệ thống quy chiếu chính xác. Nếu trái với quy tắc này, chẳng khác nào chúng ta đang mặc một chiếc áo quá rộng hoặc quá chật. Các bạn hãy thử nhìn sang lịch sử Khổng giáo ra đời. Khổng giáo ra đời khi về mặt chính quyền, chế độ phong kiến được hình thành tương đối rõ ràng. Ở Trung Quốc, về mặt xã hội, các quy luật của các mối quan hệ vua tôi, cha con, vợ chồng cũng được người Trung Quốc thấm nhuần trong lối sống. Nội dung cơ bản của Khổng giáo thì nó rất phù hợp với nền tảng xã hội thời này. Khi về cơ bản, nó đề cập tới các nghĩa vụ cần làm tròn của từng vế trong các mối quan hệ phổ biến kể trên. Khổng Tử từng trả lời học trò của mình về việc làm sao để xã hội tốt lên rất đơn giản. Đó là vua cho ra vua, tôi cho ra tôi, cha cho ra cha, con cho ra con, v.v. Nói chung, các vế trong quan hệ làm tốt nghĩa vụ và đứng đúng vị trí của mình trong xã hội. Tính phù hợp của Khổng giáo được thể hiện ở chỗ, dù không được các lãnh đạo thời Xuân Thu sử dụng vì nó chưa phù hợp với tình hình chiến tranh, nhưng các học trò của ông thì đã rất đông đảo trong quần chúng. Cùng với sự phù hợp về một xã hội, Khổng giáo còn phù hợp trong việc xây dựng, ổn định quốc gia. Nền tảng của Khổng giáo bắt đầu từ Chu Công Đán, khi ông này cho ra đời bộ Chu Lễ, bàn về quy định đẳng cấp và các lễ nghi trên dưới, thứ tự của vua chúa và quan lại. Tuy còn sơ khai, nhưng đã đặt ra nhu cầu cho một ông vua tốt của toàn thể người dân. Bên cạnh đó, vào thời của Khổng Tử, khi nhà Chu đang suy yếu và các chư hầu nổi lên cát cứ khắp nơi, mong muốn xây dựng một cõi Trung Hoa thống nhất với một xã hội ổn định đã trở thành khao khát của không chỉ của Khổng Tử mà còn là khao khát của toàn bộ người dân Trung Hoa. Thế nhưng, thời Xuân Thu chiến quốc với một xã hội chiến tranh liên miên không phải là điều kiện thích hợp để Khổng giáo phát triển. Chỉ khi một bước ngoặt xảy ra vào năm 206 trước Công Nguyên, Hán Cao Tổ Lưu Bang lập ra nhà Hán, thì kể từ đó, Khổng giáo với các quy định về các mối quan hệ trong xã hội đã thực sự trợ giúp cho các triều đại Trung Quốc tồn tại với thời gian hàng trăm năm. Chưa bàn tới ưu nhược điểm của đạo Khổng, thì hệ thống tư tưởng này hoàn toàn phù hợp với chế độ quân chủ chuyên chế, cũng như lối sống, lối tư duy mà người dân Trung Quốc hình thành trong thời gian hàng ngàn năm. Như vậy, chúng ta không thể lấy thước đo đúng sai để nói về một hệ tư tưởng được xã hội lựa chọn, mà thước đo ở đây phải là sự phù hợp hay không phù hợp. Và Khổng giáo là thứ phù hợp nhất với Trung Quốc và nhiều nước Á Đông khác. Còn trả lời cho câu hỏi liệu Khổng giáo có phải là nguyên nhân kéo lùi sự phát triển của xã hội không? Trước hết thì cần làm rõ rằng nhân tố chính thúc đẩy hay kéo chậm sự phát triển của một quốc gia đó là tính chất dân tộc, chứ không phải là một hệ tư tưởng. Tính chất dân tộc định hình nhân tố con người và biểu hiện cho các đặc tính liên quan tới địa lý, tài nguyên khoáng sản, văn hóa, thời gian tồn tại của các quốc gia. Chính các yếu tố này lại trực tiếp tác động tới sự đi lên hay đi xuống của các quốc gia, chứ không phải là thể chế hay hệ tư tưởng. Tất nhiên, lịch sử dài chứng kiến sự thay đổi về tính chất dân tộc của nhiều quốc gia
nhờ sự bồi đắp thêm các đặc tính mới, loại đi các đặc tính cũ. Dù có thể rất chậm chạp, nhưng điều này sẽ đem tới những bước tiến hoặc bước lùi cho quốc gia đó so với quá khứ. Hệ tư tưởng có thể là nhân tố cho sự thịnh suy của một quốc gia, nhưng không phải là nhân tố chính. Ngược lại, chính tính chất dân tộc lại là thứ tác động và dần điều chỉnh lại các hệ tư tưởng. Điều này khiến cho các hệ tư tưởng có vẻ giống nhau, nhưng lại có hình thái tồn tại và vận hành rất khác nhau ở các quốc gia. Ví dụ, xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô khác với ở Trung Quốc hay Việt Nam, hay là tư bản chủ nghĩa ở Nhật Bản, Hàn Quốc lại khác với tư bản chủ nghĩa ở châu Âu hay Mỹ. Ngoài ra, nhìn vào các hệ tư tưởng bằng con mắt biết trước kết quả mà nó để lại, để đánh giá thấp các nhà tư tưởng là một lối tư duy sai lầm. Khổng Tử cũng chỉ là một người bình thường, không thể nhìn thấy trước tương lai hàng ngàn năm để biết được sự ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp. Có thể kết luận rằng Khổng giáo cũng như bao hệ tư tưởng khác không phải nhân tố chính kéo lùi phong kiến Trung Hoa trong những năm cuối. Thậm chí, công bằng mà nói, các triều đại áp dụng Khổng giáo như nhà Hán, nhà Đường thì đều có sự phát triển vượt bậc và trở thành trung tâm của thế giới dưới thời những vị vua như Lưu Triệt hay Lý Thế Dân. Còn câu hỏi cuối cùng là tại sao Khổng giáo lại tồn tại lâu đời và khó bị thay đổi trong thời gian dài như vậy? Một hệ tư tưởng ra đời và đủ phù hợp để được sử dụng ở một quốc gia cần có hai điều kiện. Thứ nhất, nó phải thích nghi phù hợp với tính chất của dân tộc hay quốc gia đó. Và thứ hai là khi con người ta mất dần niềm tin vào một hệ tư tưởng cũ, thay vào đó là đặt niềm tin vào một hệ tư tưởng mới. Điều này lý giải vì sao các cuộc cách mạng không diễn ra quá thường xuyên trong chiều dài lịch sử của các quốc gia. Nhìn vào chiều dài phát triển của đạo Khổng, chúng ta có thể thấy rằng dù triều đại thay thế nhau liên tiếp theo nhiều cách, từ nội chiến đến đảo chính cho tới khởi nghĩa, thì chưa bao giờ người Trung Quốc mất niềm tin vào đạo Khổng. Điều này thì có thể giải thích cho sự bén rễ quá sâu đậm của tính chất dân tộc. Tính chất dân tộc của người nơi đây khó bị thay đổi, có thể là một phần do đặc điểm địa lý khiến cho nền văn minh của họ ít giao thoa với các nền văn minh khác. Trung Quốc ba phía Bắc, Tây, Nam là núi cao, đồng cỏ và sa mạc. Phía đông là Thái Bình Dương mênh mông, nó như quay lưng lại với các nền văn minh ở Trung Á, Tây Á và sống một đời sống riêng biệt. Hãy nhìn sang nước Pháp, khi mà cách mạng Pháp nổ ra, nó gây chấn động cho cả châu Âu, đe dọa tới các nền quân chủ. Còn tại Trung Quốc, khó mà có được các chuyển biến niềm tin nào rõ ràng, kể cả khi xuất hiện một tầng lớp người với các chuyển biến về niềm tin cùng những hệ tư tưởng mới được du nhập. Rất khó để lớp người này có thể hiệu triệu được quần chúng, bao gồm các nhà lãnh đạo quốc gia áp dụng. Quần chúng thì vốn đa phần bị tác động nhiều hơn bởi hình ảnh trực quan, chứ không phải là lý lẽ. Các hình ảnh đó phải thể hiện sự cấp thiết cần thay đổi trước mắt của các nhà lãnh đạo. Và điều này thì không xuất hiện ở trước mắt các vị hoàng đế nhà Thanh, khi trước các cuộc chiến tranh nha phiến với người Anh, đất nước với 11 triệu km vuông này, cùng với nền kinh tế tự túc, không gặp bất kỳ một mối đe dọa nào từ bên ngoài. Như vậy, qua việc trả lời 3 câu hỏi trên, Khổng giáo được lựa chọn là vì nó là lựa chọn hoàn hảo với dân tộc Trung Hoa, và chúng ta không thể đánh đồng những thụt lùi phong kiến Trung Quốc là do Khổng giáo mở ra, mà có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng khác như tính chất dân tộc, địa lý tự nhiên và những nhà lãnh đạo.